các bạn đã trở lại với channel của anh em mình. Thì hôm nay là mình sẽ không làm về ẩm thực nữa, sẽ giới thiệu cho các bạn về một địa điểm tại khu mình sống. Thì bây giờ mình sẽ vào trong đấy và khám phá nhé. Ồ, quá ạ. Bây giờ mình đã lên được đến nơi rồi. Thì cái chỗ địa điểm này của chúng mình là nó còn cao nhất. Từ đây có thể nhìn được toàn khu vực mình đang sinh sống. Thì từ trên này nhìn xuống cảnh rất là đẹp các bạn ạ. Khu mình sống chỉ là một thị trấn ven biển nhỏ thôi. Thì xung quanh toàn là núi với biển. Thì đây là địa điểm, chỗ này là gọi như là địa điểm tránh bão, tránh sóng thần, nó cao nhất ở đây. Và được xây dựng rất là kiên cố. Thì bên trong này hiện tại bây giờ là ngày bình thường thì họ vẫn buôn bán các đồ coi như là nổi tiếng của khu mình. Thì bây giờ thì mình sẽ vào bên trong nhé. Nhiên một cây kem kem. Bây giờ mình sẽ vào xếp hàng mua nhé. Một que kem này là 300 yên, trị giá khoảng tầm 60.000 tiền Việt Nam. Thì mình cũng không biết bên này nó gọi kem này tên nào. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nhé. Wow, kem ngon này. Dạ, cảm giác ăn ở không, nó không, không có nước bằng, không chế thêm nước ở trong rồi, không không có kiểu sẵn sàng hấp dẫn. Xịt rồi. Cái này
Bây giờ mình đã lên tầng cao nhất của khu nhà này rồi. Thì ở đây trên này có cái máy này, mình thấy hay lắm, chắc cái lắm cảnh ngoài biển này, nhưng mà phải cho tiền vào, mất tiền xem được. Bây giờ mình sẽ cho tiền vào nhé. Zoom lớn này. Đây là cái cầu đỏ này. Nhìn thấy biển. Nhìn cái màn hình không đủ nét lắm. Quay sang bên này thì nhìn thấy biển ngoài biển này. Đây, nhìn toàn bộ cảng chỗ khu mình luôn này. Thực sự mình thấy hơi phí tiền đấy, bởi vì nhìn nó không được sắc nét, mà nhìn chẳng có cái gì mình nhìn mắt thường nó còn được nhìn được nét hơn là trong này. Bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.